Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 10, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2003-2023. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cường chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em thành phố Đà Nẵng đã đi qua một chặng đường đầy khó khăn nhưng hết sức nhân ái nhân văn với mục tiêu các em bị bệnh tim bẩm sinh phải được cứu chữa kịp thời, con hộ nghèo cận nghèo, các em khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội, con cháu liệt sĩ thương binh, con gia đình có công cách mạng, sĩ quan chiến sĩ đang công tác ở biên giới hải đảo được tài trợ 100% kinh phí phẫu thuật. 20 năm qua, chương trình đã tổ chức trên 750 điểm khám, có hơn 500.000 trẻ em được tầm soát, phát hiện hơn 2.000 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, chương trình đã vận động kinh phí giúp cho 1.370 em được phẫu thuật, tổng kinh phí hơn 57 tỷ 300 triệu đồng. Từ hiệu quả xã hội của chương trình, hội đã góp phần đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một trong số ít các địa phương đã tầm soát được bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 đến 18 tuổi, đồng thời trở thành chỗ dựa tin cậy của nhiều gia đình có con bị bệnh tim bẩm sinh, đưa lại cuộc sống tốt đẹp, tương lai rộng mở và tươi sáng hơn cho các em.